Bác mở mic đi bác ơi. Mở Rồi bác rồi. giơ tay lên. Rồi 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 em bóp like bác lên nha. Mở rồi đó chị. Dạ. Bác mở cam đi bác, chưa thấy 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 mặt bác. Dạ cũng mở rồi. Tại cái đường Ủa truyền nó sao bị kỳ. À dạ. em Rồi nhìn thì thấy rồi mà bác mở mở cam rồi chị ơi. bác mở rồi hả? Dạ Dạ em rồi em thấy bác rồi. Dạ em cũng thay mặt bên Canadian Vita ha, xin đón chào bác và rất là cảm ơn bác đã đến cái buổi chia sẻ về cái sản phẩm sâm Canadian Vita để cùng chia sẻ cho các anh chị đại lý và khách hàng bên trong hôm nay sẽ hiểu rõ về những cái ưu điểm vượt trội của sâm Canada. Dạ mời bác ạ. Xin chào chị và xin chào tất cả các anh chị em đã tham gia cái chương trình. Thì thực ra cái nhân sâm thì chúng ta đã biết rồi, ở có sâm Ngọc Linh của Việt Nam, rồi sâm của Hàn Quốc, rồi hàng loạt các cái loại như sâm khác. Thì về tính năng ưu điểm của cái sản phẩm thì chúng ta cũng đã biết đó. Thứ nhất là nó giúp cho tăng cường cái hệ thống miễn dịch, giúp điều hòa nhu động, và nó giúp cho cái người bệnh có thể nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể. Thì ở đây thì mình cũng đã được tiếp cận cái, tức là nó hay cái là ở bên chỗ Canadian đó là sản xuất ra một cái sản phẩm đóng thành viên viên dạng nang á, còn cái dạng mà chưa có bào chế, dạng sơ chế dù khô hay tươi thì mình chỉ ngâm với uống trà gì đó thì mình cũng biết cái này, nhưng mà chủ yếu mình xài cái dạng viên nang á. Thì cái viên này đang sử dụng tốt cho những cái người bệnh nhân mà đang điều trị hỗ trợ chế ung thư, đặc biệt nhất là trong cái bệnh nhân có quá trị đó, thì những bệnh nhân mà vô thuốc để mà điều trị đó thì đó, làm cho bệnh nhân có nhiều cái tác dụng phụ, ví dụ như ăn uống thì không được, rồi rối loạn tiêu hóa, rồi bệnh nhân cũng rất là mệt mỏi. Thì khi mà mình sử dụng bổ sung vô á, thì thấy cái độc tính đó là tác dụng phụ của cái thuốc hóa trị nó cũng giảm, và bệnh nhân có vẻ như dễ chấp nhận điều trị cái phác đồ điều trị của cái liệu trình điều trị ung thư của bệnh nhân hơn, và cũng rất ít bệnh nhân bỏ điều trị. Còn riêng thì đối với cái lĩnh vực mà ở phía ngoài mình cũng có sử dụng cho một số người bệnh á, thì cũng giúp tăng cường thêm cái, ngoài cái chuyện đó thì nó tăng cường thêm cái sinh lý của cái người nam nữa. Nói chung thì nó mình thấy nó cũng khá khá tốt, và nó là một cái dạng thực phẩm thành thử ra không có cái tác dụng phụ nhiều. Rồi thì đó là một số cái ưu điểm. Dạ rất là cảm ơn bác. À, thì tại sao á, là càng ngày á, là cái bệnh ung thư nó là trẻ hóa vậy ha? Bác lên bác có thể cho cả nhà mình biết trong cái quá trình mà bác thăm khám cho các bệnh nhân á bác. Dạ mời. Cái ung thư hiện tại bây giờ ở Việt Nam mình nó có một cái xu hướng là trẻ hóa. Tức là sao? Mình phát hiện được ở những người trẻ. Thì nó có rất nhiều nguyên nhân, rất nhiều nguyên nhân. Thì trong cái ung thư nó có mấy cái nguyên nhân nè. Thứ nhất là do di truyền. Di truyền tức là gì? Là cái thế hệ ở phía trước rồi bị bệnh, rồi di truyền lại cái mầm bệnh cho cái thế hệ phía sau. Thì đây là một cái nguyên nhân. Cái thứ hai nữa là những cái tích lũy cái đột biến cái ADN từ trong cái cơ thể của mình làm cho cái tế bào phân chia mất kiểm soát và nó không chết đi, và nó giống như cái sự trường sinh bất tử vậy đó, nó nhân đôi hoài nó tạo thành cái ung thư. Thì mấy cái đột biến tích lũy này á, thì thường liên quan đến yếu tố môi trường, do cái thói quen sinh hoạt, ví dụ như cái môi trường mình ô nhiễm, rồi ăn uống các cái thực phẩm không có đảm bảo, rồi các cái thực đặc biệt nhất là cái thực phẩm nấm bị mốc, nhất là ba cái ngũ cốc mà nó bị mốc, thì nó sẽ có nhiều cái độc chất mình ăn vô nó sẽ đưa đến cái ung thư. Rồi gì đó, ví dụ như là trong cái thực phẩm, ví dụ như cái đạm đạm ví dụ mình ăn ba cái thịt nướng mà nó có bị cháy khét đó. Đó là những cái chất trong đó nó chứa nhiều cái chất tiền gây nên cái nguyên nhân là nó gọi là các cái oncogene đó, hay là các chất gây nguy cơ ung thư đó, mình ăn vô và cuối cùng gây nên cái ung thư ruột kết hay là ung thư đại trực tràng đó. Hoặc là gì, một số cái yếu tố như là yếu tố nhiễm,
Thì trong đó ví dụ như cái con Helicobacter pylori, cái con này là nó gây viêm dạ dày mãn tính lâu ngày cũng đưa ung thư dạ dày. Hoặc là con viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu C đó, mình mắc lâu ngày viêm gan mãn đưa đến xơ gan rồi đưa đến ung thư gan như vậy. Hoặc là gì nữa, hoặc là cái con HPV. HPV là một con virus đó, nó gây nên cái ung thư cổ tử cung hoặc là ung thư cái hậu họng cho nhân đó. Thì có nhiều yếu tố, thì bên cạnh đó mình thấy cái môi trường Việt Nam nước cũng ô nhiễm, không khí cũng ô nhiễm, rồi tiếp xúc với ánh nắng, tiếp xúc với yếu tố nhiễm xạ cho nhân. Nhiễm xạ thì Việt Nam mình ít, thì có rất nhiều cái nguyên nhân, thì trong đó nó có một số cái yếu tố là như vậy, và nó đưa đến cái người bệnh càng ngày càng trẻ hóa. Mình thấy là có rất nhiều nghệ sĩ mắc bệnh ung thư rất là trẻ tuổi, và cuối cùng thì ảo phát hiện được cái giai đoạn trễ rồi tử vong. Cho nên á, ở Việt Nam nếu mà chúng ta nằm ở lứa tuổi nguy cơ thì chúng ta nên đi tầm soát phát hiện sớm, phát hiện sớm để điều trị những cái tổn thương tiền ung thư á, cho nó mất đi, hoặc là phát hiện ở giai đoạn sớm chúng ta mục tiêu điều trị khỏi bệnh luôn. Còn chúng ta để giai đoạn trễ quá và chúng ta không khỏi bệnh được. Còn cái tuổi trung bình thường gặp là có thể là từ 40 đến 60 tùy theo loại ung thư, nhưng mà bây giờ nó cũng trẻ quá, có nhiều bệnh nhân ung thư mình phát hiện được cũng rất là trẻ. Dạ, xin cảm ơn chị. Em cũng xin đặt một câu hỏi như thế này. Sau khi mà em nghe thì bây giờ là cái nguy cơ ung thư về cái phần gan rất là nhiều. Và như vậy thì trong cái sâm Canada của mình thì nó có giúp cho cái thành phần gan của gì của bản thân cơ thể mình khi mình dùng đều đặn mỗi ngày không bác sĩ? Nếu mà bản thân người đó chưa hề bị mắc cái bệnh vì về ung thư đó, thì bác nói rõ hơn cái sâm Canada đối với cái hệ thống về gan của bên cơ thể con người cho các anh chị trong rugby nghe. Rồi cảm ơn bác ạ. Thì cái sâm Canada mà chiết xuất thành dạng viên nén đó, thì đây là nó nằm trong cái nhóm thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng thì chính của nó là giúp nâng nâng cao cái sức đề kháng và giúp cho cái hệ thống cơ thể mình khỏe mạnh hơn, cho nó không phải là cái thuốc để điều trị thay thế cho ung thư. Cho nên hầu hết các cái sản phẩm, ví dụ kể cả cái Cucodan của Nhật chẳng hạn, hoặc là một số cái sản phẩm khác, thì nó không có vai trò điều trị, mà nó có vai trò gì, giúp cho tăng cường cái hệ miễn dịch, giúp cho các cái cơ quan khác khỏe mạnh hơn, và giúp cho cái người bệnh vượt qua cái quá trình điều trị của Tây y, ví dụ như hóa trị, phẫu trị ha, là xạ trị vân vân, nó sẽ làm cho cái cơ thể người bệnh nhân mau phục hồi hơn. Thì riêng đối với sâm Canada thì tôi thấy là cái viên nén đó mình sử dụng cho cái người bệnh đó, cái viên capsule đó sử dụng cho người bệnh thì cái dung nạp khá tốt, không có tác dụng phụ, và nó giúp cho cái người bệnh cũng mau mau phục hồi cái độc tính sau khi mà điều trị cái chuyên biệt trong cái ung thư. Thì ở bệnh viện Đại học Nam Thơ thì có khoa ung bướu phát triển khá mạnh, thì bệnh nhân điều trị cũng khá đông đối với nhóm quá trị, thì cũng sử dụng rất nhiều cái sản phẩm này. Rồi, xin cảm ơn chị. Dạ là làm phiền bác á, thì ở trong đây có một cái chị chỉ đặt câu hỏi như thế này nhờ bác giải đáp giùm. Chị nói là người nhà của chị là đang bị ung thư, tức là bản thân là người nhà đang bị ung thư chưa có hề mà điều trị gì hết, thì trong cái quá trình này thì chị đó nói là cho người nhà dùng sâm được không ạ? Tại vì khi bản thân là Ung theo thư như gì chị á? biết là dạ đây là cái này là đang bị ung thư dạ dày ạ. Ung thư dạ dày á, thì thực ra đối với cái sản phẩm mà của Canadian á, của người ta đó, và không có chống chỉ định ở tất cả các cái nhóm bệnh, nhưng mà như nãy tôi nói ngay từ lúc đầu, nó giúp nâng cao cái sức đề kháng của người bệnh thôi, chứ không thay thế cái vai trò điều trị. Còn nếu ung thư dạ dày mình phải chẩn đoán coi á, ung thư nó dễ bệnh đó là loại nào, ví dụ carcinoma tuyến hay là dạng lympho hay là dạng dạng mà thâm nhiễm, rồi á sau đó mình sẽ đánh giá cái giai đoạn của nó coi á, ung thư dạ dày này ở giai đoạn nào. Ở giai đoạn sớm tức là giai đoạn mà còn tại chỗ, tức là tại chỗ dạ dày thôi, thì người ta sẽ ưu tiên là phẫu thuật rồi sau đó điều trị thêm hỗ trợ bằng cái hóa trị. Còn nếu như ở giai đoạn mà nó đã lan tràn cho di căn xa, ví dụ căn gan, căn phổi, di căn não, di căn xương, hoặc là có dịch ổ bụng, thì lúc đó người ta chỉ điều trị bằng cái thuốc là chính thôi. Thuốc thì bây giờ nó có nhiều loại, thứ nhất là có thể là cái thuốc hóa chất đơn thuần, thứ hai là cái thuốc miễn dịch hay thuốc nhắm trúng đích. Thì hiện tại bây giờ miễn dịch cũng là một cái nhóm, thì trong đó cái sâm Canada nó giúp cho mình tăng cường cái hệ miễn dịch, cũng là giúp cho cái hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn để có thể
là chống chọi lại với bệnh ung thư. Thì mình hiểu là cái hệ miễn dịch mình nó giống như cái quân đội mình bảo vệ đất nước vậy đó. Nếu mà đất nước Việt Nam mà cái quân đội khỏe mạnh thì cái giặc nội xâm nó không có xâm nhập vô, còn nếu mà cái hệ quân đội mà nó gờ gạc thì các cái nhiễm trùng cơ hội nó sẽ xâm nhập vô. Dạ rất là cảm ơn bác. Thì em có một câu hỏi đặt cho vấn đề là bệnh nhân bị tiểu đường á bác. Dạ bác nghe rõ không bác ơi? Như là tín hiệu bơi bị alo. Bác Linh nghe rõ không bác? Nhờ tín hiệu bên bác hơi bị kém. À, và như vậy á, thì Sương cũng muốn hỏi là các anh chị em mình ở trong đây là có anh chị em nào á, mình có đặt câu hỏi thì các anh chị cho vào khung chat ha. Thì Sương sẽ thay mặt các anh chị Sương sẽ đặt câu hỏi với bác. Không biết là bác nghe rõ em nói không bác Linh ơi? Thì theo như Sương biết á, thì cái vấn đề mà vừa rồi bác Linh nói đó các anh chị. Cái vấn đề này á, là Sương cũng vừa rồi Sương cũng có nghe được bên cô Anh Vũ, phó giáo sư tiến sĩ cô Anh Vũ nói. Thật ra cơ thể của mình á, khi mà nó khỏe thì giống như là cái miễn dịch của mình á, bản thân cơ thể các anh chị khỏe, miễn dịch khỏe thì giống như là sao mình sẽ không có để cho mà tất cả những cái tác nhân bên ngoài nó xâm nhập vào. Và như vậy thì khi mà mình sử dụng á, là sâm cũng là một cách để mà các anh chị á, là mình tăng cường đề kháng mỗi ngày. Hình như là Xuân thấy Bắc Linh trở lại rồi nè. Đó thì cũng còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà Xuân muốn đặt một cái câu hỏi này mà có lẽ là bây giờ á, là Việt Nam của mình hầu như là bị rất là nhiều. Không phải riêng gì ai. Bác Linh vào rồi ha bác giơ tay giùm em bót like bác lên ha. Hót thấy bác Linh chưa ta? Thì có cái vấn đề gọi là bị tim mạch, tiểu đường và huyết áp. Rồi thấy bác Linh nè. Thì bây giờ thì em muốn hỏi cái yếu tố mà về tim mạch, tiểu đường và huyết áp thì khi mình sử dụng sâm Canada thì nó có giúp cho cái cơ thể cái những cái người này là ổn định được như thế nào không bác? Thì bác nói rõ hơn chỗ này để cho các anh chị trong Zoom sẽ nghe rõ hơn ạ. Dạ mời bác ạ. Thì đối với cái lĩnh vực mà nội khoa, tức là đái tháo đường với tăng huyết áp, thì cái lĩnh vực này thì mình thực ra nó lại mình không phải là cái lĩnh vực chuyên, nhưng mà theo một số thông tin mình được biết được thì nó cũng có thể giúp được cho cái ổn định cái đường huyết và ổn định cái huyết áp. Thì còn nếu mà có một cái thống kê hoặc là có một cái nghiên cứu nào mà mình điều trị bằng cái Canadian Vita này á, mà nó kiểm soát được huyết áp thôi chứ không có thuốc, tức là huyết áp của chúng ta điều trị nó có nhiều thứ lắm, nó có 6-7 nhóm thuốc là, cho nên nó đối với kinh nghiệm điều trị tại Nam Thơ thì có cái ung thư nó không có phối hợp với đái tháo đường, nó cũng có các cái bệnh kèm theo, ví dụ tăng huyết áp thì mình thấy nó cũng giúp cho cái ổn định cái huyết áp với đái tháo đường trên cái nền tảng là phối hợp thêm với thuốc điều trị. Đó thì thấy cái vai trò đó là vậy thôi. Còn không biết là phía bên công ty có đang nghiên cứu một cái nghiên cứu độc lập nào mà đối đối kháng hay là đối đầu á, giữa một cái bên là có một lô bệnh nhân nghiên cứu là đang điều trị thuốc huyết áp và đái tháo đường, một bên là nghiên cứu bằng điều trị bằng cái sản phẩm của bên công ty thôi, thì hai cái giữ kiểm soát được cái đích của huyết áp với đích của đường huyết, và nó cái tỷ lệ nó khác biệt không có ý nghĩa thống kê thì nó mới là tương đương. Thì không biết là bên công ty mình có cái nghiên cứu nào hay chưa, thì cái đó là phía bên công ty có thể trả lời thêm. Còn riêng đối với mình thì chỉ có phối hợp và ở cái đánh giá là nhìn nhận là ở về kinh nghiệm trên người bệnh thôi. À, xin cảm ơn chị. Làm phiền bác em hỏi thêm một câu hỏi của một chị đại lý này, chị rất là tha thiết luôn. Chị nói là bác sĩ ơi cho em hỏi là ung thư trực tràng chỉ số CEA là 5.6 như vậy có phải vẫn còn tế bào lạ không và như vậy có dùng được sâm không ạ? À? Dạ mời Đối bác với ạ. ung thư đại trực tràng mình đã điều trị chưa? Mình đã điều trị chưa mà cái Không biết là CA dạ. Dạ, cái chị Hồng Vũ Hồng ơi, chị giơ tay đi để mình có thể đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ luôn ạ. À. À chắc là không không thấy chị nha.
bây giờ là chỉ hỏi vậy thôi chứ không có thấy nói là đã điều Rồi, trị tức chưa. là thực ra câu hỏi này rất là chung chung. Tại vì nếu như ung thư đại trực tràng đó mà mình đã điều trị đúng rồi, tức là đã phẫu trị rồi, trực tràng nó có chỉ định xạ trị nếu như có di căn hạch hoặc là có diện cắt dương tính sau mổ. Rồi á, có chỉ định hóa trị thì chúng ta điều trị đầy đủ hết thì chúng ta uống thêm là bình thường. Còn riêng đối với chỉ số CA10 CEA đó nó 5.6, bình thường là 5 mg trên decilit. Đó là giá trị bình thường, 5.6 nó hơi tăng nhẹ thôi. Nó tăng nhẹ không có nghĩa là còn bệnh mà cũng không có nghĩa là hết bệnh. Nó chỉ có giá trị theo dõi, ví dụ như sau khi mình mổ xong nó 5.6, mình theo dõi khoảng 3 tháng hoặc 6 tháng mình đánh giá lại. Và thấy cái chỉ số này tiếp tục tăng lên thì mình coi chừng nó tái phát. Còn cái chuyện mà điều trị đó, như hồi nãy mình nói đó, là đối với cái sản phẩm bên công ty mình có thể uống thuốc để giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho cái hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn, để giúp cho cái gì cái sự chống chọi đối với bệnh tật của cơ thể mình tốt hơn thôi. Bên cạnh đó, đối với ung thư đại trực tràng này nó gây rối loạn tiêu hóa, thì cái chỗ mà cái sản phẩm, cái viên nén của cái Canadian Vita đó có thể giúp cho điều hòa được cái nhu động và nó cũng chống táo bón, thì trong cái trường hợp này mình cũng dùng tốt thôi. Còn nếu như ung thư đại trực tràng mà chúng ta không điều trị đúng thì mỗi mốt cái tổn thương nó lan rộng, nó làm bít luôn hẹp, hoặc là đi cầu ra máu, hoặc là thì nó bể cái bú và nó gây viêm phúc mạc thì sẽ đưa đến tử vong. Cho nên đối với cái ung thư mình phải điều trị đặc hiệu. Bên cạnh điều trị đặc hiệu thì điều trị thêm các cái sản phẩm chức năng, thì đặc biệt nhất là có Canadian Vita đó nha. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị ạ. Dạ em xin đặt một câu hỏi cuối cùng ha. Tại vì còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà chắc là các anh chị hẹn các anh chị sẽ mời bác sĩ Linh vào một cái Zoom buổi khác. Còn một câu hỏi cuối cùng này là em xin hỏi bác là bác sĩ cho em hỏi người bị xơ gan giai đoạn F4 có uống được sâm không? Và uống liều lượng thế nào ạ? Thì đối với cái sản phẩm thực phẩm chức năng này không có Nhưng chống mà chỉ nó định, uống bình thường nha. Đối với cái xơ gan F4, tức là mình làm cái FARO scan nó nằm ở F4 á, tức là xơ gan mức độ nặng rồi. Còn tuy nhiên để đánh giá thêm cái mức độ xơ gan thì chúng ta còn đánh theo giá thêm cái chức năng, ví dụ chức năng gan như thế nào, nó có bụng bán hay chưa, nó có rối loạn chi giác hay chưa, rồi á có vàng da vàng mắt không, rồi người ta xét nghiệm thêm một số chỉ số, ví dụ rối loạn đông máu hay là cái đạm máu, thì người ta phân ra làm các cái mức độ xơ gan. Về mặt chức năng người ta đánh giá thêm chỉ số CBOT, rồi chỉ số CBOT nó xếp ra IBC đó, ví dụ như là ở chai tức là xơ gan giai đoạn cuối rồi. Còn cái F4 tức là đánh giá trên cái FARO scan là siêu âm thôi. Nên còn còn mặc dù hình ảnh nó là F4 nhưng mà chức năng gan nó vẫn còn tốt, tức là một số tế bào gan còn lại nó vẫn hoạt động được, đảm nhận chức năng thì là bình thường nha. Và mình sẽ điều trị theo phác đồ của điều trị xơ gan. Còn riêng đối với cái sản phẩm Canadian Vita mà viên capsule đó thì có thể uống được, không có chống chỉ định, thì chúng ta có thể uống một viên nhân hai trong ngày hoặc là uống tăng liều, thì đó thì tùy theo cái nhu cầu thôi, tại vì cái thực phẩm chức năng không có chống chỉ định nhé. Rồi, xin cảm ơn ạ. dạ rất là cảm ơn bác sĩ Linh. Và như vậy thì các anh chị mình là sao sẽ hẹn bác sĩ Linh vào một cái buổi Zoom khác để mình có nhiều thời gian hơn. Và rất là cảm ơn bác đã nhận lời hôm nay là đã đến chia sẻ về cái vấn đề ung thư và những cái công dụng mà sâm Canadian Vita đã giúp cho các bệnh nhân khi mà ung thư hoặc là những cái bệnh nhân mà những người chưa hề bị bệnh. Và như vậy thì chúc bác được nhiều sức khỏe và hỗ trợ là sao giúp cho nhiều bệnh nhân ung thư sẽ thoát khỏi cái căn bệnh mà gọi là quái ác và giống như cái câu nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Rồi chào bác. Và như vậy Cảm ơn thì các anh chị chị. em mình